Xin kính chào tất cả quý vị, các cô bác, anh chị và các bạn đang xem những cái tin tức trên kênh Chi Ru Official. Hôm nay là Chi xin trở lại với cái kênh này để mà chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan về cái việc thi quốc tịch. Thì như các bạn cũng đã biết là cách đây khoảng 2 tháng trước là Chi đã đi thi quốc tịch. Và sau khi mà Chi đi thi rồi thì Chi trở về nhà thì Chi cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Vì trong cái bữa phỏng vấn đó thì mình cũng không biết là mình được đậu hay là rớt. Bởi vì họ không nói mình cái gì hết các bạn, mà họ chỉ nói là mình đã pass cái phần mà thi 100 câu trả lời rồi. Nhưng mà mình cứ đi về đi rồi họ sẽ check lại cái background, thì có gì thì họ sẽ liên lạc với mình. Và sau đó là Chi có liên lạc với lại một số bạn bè của mình và chia sẻ video trên cái YouTube, thì Chi nhận được rất là nhiều những cái comment của quý vị và khán giả đang xem đó, gửi đến cho Chi là chúc mừng rồi, an ủi. Rồi cũng có một số bạn nói là như vậy là Chi chưa có được đậu, là có thể là Chi sẽ thi lại. Rồi nói chung là rất là nhiều những cái ý kiến của tất cả các bạn. Nhưng mà sau đó khoảng 4 tuần thì Chi nhận được một cái lá thư là ở USCIS họ yêu cầu là Chi quay trở lại khoảng 4 tuần đó các bạn, để mà interview lại cái N400. Thì đó là cái thông tin đó nó cũng khá chính xác với đa số khoảng 60-70%. Và các bạn ở trên YouTube chia sẻ với Chi nói rằng là không sao, đi khoảng cỡ một tháng thôi là Chi sẽ nhận được thư để mà đi tuyên thệ, hoặc là có gì đó là mình sẽ gửi thêm thông tin cho người ta để người ta xác minh thôi. Đó, thì khi mà Chi nhận được cái lá thư đó thì Chi giống như là mình cũng gặp một chút xíu, hơi rắc rối một chút xíu, nhưng mà nó cũng không có là lớn. Nhưng mà Chi cũng muốn chia sẻ với tất cả những ai mà có thể mà gặp được cái trường hợp như mình á, thì cũng đỡ bối rối và lo lắng hơn. Đó là cái việc mà cái ngày mà họ gửi cho Chi một cái lá thư mà yêu cầu Chi quay trở lại để interview đó, sau khi mà cái ngày mà đi thi phỏng vấn đó. Thì cái ngày mà Chi nhận được cái lá thư đó là sáng bữa đó là họ hẹn Chi là 9 giờ sáng có mặt ở trên cái chỗ mà phỏng vấn để mà họ interview lại mình. Nhưng mà buổi chiều đó, 6 giờ chiều thì anh xã Chi đi làm về thì mới nhận được cái lá thư đó. Thì có nghĩa là trễ rồi, mình không có đến được đó các bạn. Thì khi mình đọc ở trong cái lá thư đó thì họ có nói với mình nếu mà mình không có thể mà show up được ở trong cái buổi lễ, mình không có thể đến được trong cái buổi interview mà người ta yêu cầu á, thì mình phải lập tức gửi cái lá đơn này lại để cho người ta biết lý do tại sao, để người ta reschedule lại. Đó, cho nên là Chi mới qua ngày hôm sau thì mình dự định là mình sẽ cầm cái lá thư đó đi lên trên đó để mình nói với người ta là mình nhận cái lá thư quá trễ như vậy, thì bây giờ mình có thể là mình vào mình gặp người ta để mình xin lại một cái schedule khác hay không, để cho nó nhanh đó các bạn. Nhưng mà khi mà Chi cầm cái lá thư á, từ đây lái xe lên trên Atlanta 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi đi vô tới cái phòng văn phòng bảo vệ đó thì người ta mới nói với Chi á, là Chi không có được vào bởi vì không có cái lịch hẹn. Ở USCIS khi bất cứ những ai bước vào trong cái phòng đó phải đều có cái giấy hẹn. Nếu mà đúng cái ngày giờ đó thì họ mới cho mình vào. Thì mình cứ nghĩ là mình cầm cái giấy này mình đã nhận rồi, nhưng mà bởi vì cái thư nó đến trễ, mình muốn gặp cái người mà phỏng vấn với mình đó để mà mình cho người ta biết cái lý do. Có nghĩa là mình nghĩ rằng mình đến đó nó sẽ nhanh hơn là mình gửi thư đi phải mất 3 ngày, 7 ngày đó. Nhưng mà họ không cho vô, họ nói là có gì thì mình cứ đi về nhà rồi mình gửi cái lá thư đó lại rồi người ta sẽ hẹn lại cái ngày khác cho mình. Đó, làm Chi phải lái xe về. Đó, tại vì lúc đó anh xã Chi cũng nói là mình cầm cái lá thư mình lên trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn và có thể là người ta sẽ cho mình cái ngày hẹn khác, để giống như người ta không có nghĩ là có cái lá thư đó mà mình không có xuất hiện ngay cái ngày đó thì nó cũng khó khăn cho mình. Rồi sau khi đó Chi về nhà, rồi qua ngày hôm sau là Chi gửi cái lá thư đi liền. Chi coi như là Chi viết cái lý do là Chi nhận được cái lá thư đó là nó quá trễ cho nên Chi không thể thực hiện được cái cuộc hẹn trong cái lá thư đó được. Và sau khi mà Chi gửi đi nhanh đó các bạn, Chi gửi thư mà lúc đó Chi đóng tiền thêm $7 nữa. Từ đây tới Atlanta các bạn lái xe có 1 tiếng thôi à. Nhưng mà Chi đóng thêm $7 nữa để mà gửi nhanh trong vòng 24 tiếng. Thì nhanh lắm các bạn, rất là nhanh. Sau khi mà Chi gửi sáng ngày hôm nay, Chi gửi xong là qua ngày hôm sau là sáng coi như là 48 tiếng đồng hồ sau thôi là Chi nhận được cái email là họ nói là họ đã nhận được cái lá thư của Chi rồi. Và sau đó là họ không có cần yêu cầu mình đến để interview lại cái N400 giống như trong cái thư đó nữa, mà họ cho mình biết rằng là cái case của mình á, là họ đã submit xong rồi. Bây giờ là đợi để người ta gửi cho mình về cái lá thư để mà hẹn cái ngày đi lên mà để mà tuyên thệ nhận bằng quốc tịch thôi. Rồi các bạn biết Chi rất là vui, Chi phải nói là Chi mừng lắm luôn á. Tại vì mình
cứ lo lắng không biết lên interview lại rồi họ hỏi cái gì, rồi mình có quên cái gì hay không, rồi nó còn gặp rắc rối gì nữa hay không đó. Nhưng mà khi mà họ nói với Chi là cái khe của mình đã xong hết rồi, chỉ chờ lên mà cái ngày mà nhận bằng quốc tịch thôi. Rồi sau đó là khoảng một tuần lễ thì Chi nhận được thư, nguyên một cái sấp hồ sơ. Đây là những cái sấp hồ sơ, là trong cái lá thư đó, trong cái bì thư đó nó có hai trang giấy đó các bạn. Thì trong này á là họ yêu cầu mình á, đây là họ cho mình biết cái địa chỉ, thời gian, địa điểm để mà mình lên mình tuyên thệ để mà nhận bằng quốc tịch, thì nó cùng với cái chỗ mà mình đi thi quốc tịch luôn đó các bạn. Thì ở đây thì họ hẹn mình ngày giờ xong, mà trong này họ có ghi là mình nên mang theo cái gì, hay là mình cần làm cái gì và ăn mặc như thế nào, và đi theo là cái người đi theo mình ra sao. Tại bây giờ là cái mùa Covid này cho nên họ cũng hạn chế đó, thành ra là họ không có cho nhiều người đi theo. Còn trước đây chỉ thấy nhiều người mà đi thi quốc tịch đó các bạn, họ khi họ đi lãnh bằng thì có bạn bè, gia đình, người thân họ đi giống như là chúc mừng vậy đó. Nhưng mà trong cái mùa Covid này thì họ hạn chế, họ không có cho nhiều người. Thì cái này á là Chi chưa đi nhận bằng quốc tịch, tuần sau Chi mới bắt đầu đi nhận. Thì khi nào Chi nhận xong về, Chi sẽ chia sẻ với các bạn là cái buổi nhận bằng nó như thế nào. Chi sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn xem về cái buổi lễ nhận cái bằng quốc tịch đó như thế nào. Và ở đây thì họ nói, ngoài cái việc mà họ nói mình nên nộp lại cái gì, thì Chi cũng sẽ chi tiết trong những video để các bạn có thể dễ dàng các bạn xem là mình sẽ cần làm cái gì sau khi thi quốc tịch, rồi đến cái lúc mà tuyên thệ thì mình phải cần làm cái gì ha. Tại vì đây thì Chi không muốn nói nhiều, nó dài, cái video nó dài. Chi chỉ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là Chi đã nhận được cái lá thư để mà đi tuyên thệ đó. Thì đây cái lá thư đó các bạn, là họ cho mình biết là cái, Chi cho các bạn coi chút xíu vậy ha, để mà có cái thông tin cá nhân của Chi đó. Cho nên đây là cái lá thư mà mình nhận cuối cùng nè các bạn. Thì cho nên là sau khi nhận cái này rồi thì trong đây á là nó có một cái phần á, ngoài cái phần cái trang thứ nhất là họ yêu cầu mình là mang cái gì theo để nộp lại cho người ta, rồi ngày giờ là cái địa điểm ha. Rồi cái trang thứ hai này á thì họ sẽ yêu cầu mình ghi vào trong này, điền những cái form này mang đến trong cái buổi lễ mà tuyên thệ đó. Thì Chi cũng sẽ làm một cái video để chia sẻ cho tất cả các bạn về chi tiết về cái form này như thế nào nha. Thì đây Chi chỉ nói sơ thôi. Thì trong này là mình phải điền hết những cái thông tin cái form này để mang đến trong cái ngày lễ thi quốc tịch, và sau đó mình sẽ tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch. Đó là cái quá trình mà mình đã hoàn tất được cái việc thi quốc tịch của mình ở đây sau 5 năm ở Mỹ. Thì đây là cái niềm vui rất là lớn đối với những ai mà đã sống ở Mỹ rồi mà muốn trở thành công dân Mỹ. Thì như những cái video Chi chia sẻ rất là nhiều, là những ai đang ở Mỹ cũng đều mong muốn rằng một thời gian sau khi mà mình đủ điều kiện để thi quốc tịch rồi thì ai cũng sẽ muốn đi thi để mà có cái bằng quốc tịch. Bởi vì có một số người ta sống ở Mỹ rất là lâu năm rồi, người ta cũng không có thi quốc tịch, hoặc là ta chưa có quốc tịch, thì cũng có rất là nhiều cái lý do. Nhưng mà Chi thấy đa phần là những ai đã đủ điều kiện rồi mà không có vướng mắc một cái gì hết thì người ta luôn luôn mong muốn rằng có quốc tịch, thì nó cũng sẽ tốt hơn là mình chỉ sử dụng cái thẻ xanh. Tại vì á, thì cái phần mà quốc tịch với thẻ xanh nó có lợi ích như thế nào thì Chi sẽ chia sẻ trong những video khác ha. Nhưng mà chỉ nói chung quy rằng những ai có quốc tịch Mỹ thì sẽ có quyền lợi nhiều hơn là đối với những người có thẻ xanh. Đơn cử là ví dụ, một cái ví dụ rất là đơn giản, những cái người mà đi làm việc á, ở trong chính phủ á, thì những ai mà có quốc tịch thì họ sẽ dễ dàng apply cái hồ sơ của mình hơn là những người có thẻ xanh. Rồi bất cứ các bạn đi làm cái gì, hay là các bạn đi nộp đơn mua nhà cửa hay bất cứ cái gì đó, thì các bạn cũng phải người ta cũng phải hỏi mình là thì chỉ có thẻ xanh hay là đã có quốc tịch rồi. Cho nên cái quốc tịch và thẻ xanh nó cũng khác nhau khá là nhiều. Rồi Chi sẽ chia sẻ với các bạn trong những cái video khác nói về cái chủ đề đó nha. Và hôm nay thì mình chỉ chia sẻ trong video ngắn đối với tất cả các bạn đang xem và theo dõi cái kênh của Chi, và đang xem cái trình tự mà Chi đi thi quốc tịch như thế nào. Thì đó là cái việc mà sau mà một tháng để mà mình học để thi quốc tịch, và sau đó là tới cái ngày đi thi, và sau đó về là 4 tuần lễ sau là mình nhận một cái thư để quay trở lại để mà phỏng vấn lại cái N400. Nhưng mà mình đã lỡ cái cuộc hẹn đó. Nhưng mình gửi cái lá thư đi thì sau 24 tiếng đồng hồ thì họ gửi lại cho mình một cái email. Họ nói là cái case của mình đã submit rồi. Và mình sau đó khoảng 2 tuần mình nhận được cái nguyên một cái form, bộ form. Để mà cái form này á, nó có cái
Form này là form N445 đó các bạn. Để mà mình đi tuyên thệ và mình nhận bằng quốc tịch thì mình phải hoàn tất cái form này đó. À, thì bây giờ là Chi chia sẻ với các bạn tới đây thôi, là cho các bạn biết được cái quá trình mà Chi thi quốc tịch của Chi nó diễn ra như thế nào. Thành ra có khá nhiều bạn rất là quan tâm đến cái việc thi quốc tịch của Chi, bởi vì các bạn cũng mong muốn biết cái kết quả như thế nào. Và những gì Chi nhận được từ những chia sẻ của tất cả quý vị đã chia sẻ cho Chi thì Chi cũng biết rằng có nhiều người cũng lo lắng, cũng rất là quan tâm tới cái việc mà cái sự chia sẻ của những người đi trước. Cho nên là Chi là những người đã trải qua rồi, và nhất là trong cái thời điểm Covid xảy ra và trong cái thời điểm khó khăn này thì mình có những cái trải nghiệm nào đó thì mình chia sẻ để có thể các bạn có thêm một chút xíu kinh nghiệm và biết được là trong cái khoảng thời điểm này cái việc thi quốc tịch nó áp dụng như cái gì. Giống như trước đây thì mình đi thi quốc tịch mình chỉ trả lời 100 câu hỏi thôi các bạn, thì nó rất là đơn giản. Nhưng bây giờ ngoài 100 câu hỏi đó ra thì mình phải trả lời những cái câu meaning, có nghĩa là những cái ý nghĩa của những cái từ mà người ta hỏi mình. Thì cái đó nó sẽ hơi khó hơn đối với những người nào mà không có rành tiếng Anh, mới biết học tiếng Anh hoặc là chỉ biết tiếng Anh chút chút thôi, thì các bạn sẽ rất là khó để mà giải thích ra tất cả các từ, hoặc là khó để mà mình học thuộc lòng giống như là 100 câu hỏi. Tại vì những cái câu meaning đó, nó rất là nhiều từ, nó rất là một cái câu hỏi của nó nhiều từ mà mình không biết là họ hỏi mình cái từ nào đó. Cho nên là Chi cũng đã thất hứa với lại một số bạn là làm những cái video để mà trả lời cái câu meaning cho tất cả mọi người rồi. Tại vì các bạn biết trong cái thời gian này á, là Chi đang ở trong cái apartment này á, là cái phòng nó nhỏ lắm, rồi cái máy computer của Chi nó cũng bị trục trặc á, cho nên là cái phần mềm mà để mà Chi chỉnh sửa cái video mà Chi làm cái những cái câu trả lời cho tất cả các bạn nó cũng bị trễ. Thành ra Chi cũng thất hứa với các bạn, thì khoảng vài tuần nữa thì Chi đã chuyển về cái nhà mới rồi, thì Chi có một cái phòng làm việc, thì Chi xong rồi Chi sẽ làm những cái video đó Chi up lên sau cho mọi người tham khảo thêm nha. Thì đối với những cái video như thế này thì Chi nghĩ rằng là để mà các bạn có thể chia sẻ cho tất cả bạn bè của mình biết về cái quá trình thi quốc tịch. Và Chi cũng đã làm cái video mà trả lời 100 câu hỏi thi quốc tịch mà chỉ có một câu trả lời thôi, để cho những ai mà muốn học dễ dàng nhất, không có bị lẫn lộn, thì các bạn chỉ cần học 100 câu đó thì rất là dễ dàng để thuộc ha. Và Chi sẽ để cái video đó bên dưới cái video này để các bạn nào có thể muốn học 100 câu thi quốc tịch đó thì các bạn có việc bấm vào hoặc là chia sẻ video đó để cho những bạn bè của mình muốn thi quốc tịch thì học sẽ dễ dàng hơn. Đó, thì hôm nay thì trong video ngắn thì Chi muốn chia sẻ với các bạn về một số thông tin như vậy thôi ha. Tại vì số người thì hỏi Chi là thi quốc tịch sao rồi, thì bây giờ có kết quả chưa, khi nào đi nhận bằng quốc tịch thì sẽ báo cho mọi người biết để mà Chi vui. Thì hôm nay là thực sự cũng chưa nhận được cái tấm bằng quốc tịch, nhưng mà đã nhận được cái thư báo để mà đi tuyên thệ để nhận bằng quốc tịch, thì đó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà nó chỉ là 90, coi như là 95% rồi các bạn, chỉ còn 5% là khi tuyên thệ và nhận cái bằng quốc tịch về thì mình sẽ chia sẻ, khoe với mọi người mình đã chính thức trở thành công dân Mỹ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video ngắn ngày hôm nay, và hy vọng là các bạn sẽ biết những cái thông tin về thi quốc tịch như thế nào, và Chi đã trải qua những cái chuyện mà nó bị gặp một chút xíu trục trặc rắc rối như thế nào. Và hy vọng rằng những ai mà có thể là gặp trong cái phải cái trường hợp giống như mình cũng yên tâm hơn một chút xíu là không có vấn đề gì cả. Thì sở di trú họ làm việc là như vậy, khi mà họ chưa chắc chắn một cái điều gì đó thì họ sẽ yêu cầu mình về nhà để mà chờ đợi, rồi họ sẽ gửi thư tiếp cho mình. Và một lần nữa Chi cũng xin nhắc nhở tất cả những ai có ý định là thi quốc tịch hoặc là đã nộp thư đơn thi quốc tịch rồi, thì vào cái website của USCIS tạo một cái tài khoản account của mình ở trên đó. Và sau khi đó thì các bạn thường xuyên đăng nhập những cái thông tin, nếu các bạn muốn cập nhật thông tin của mình thì thường xuyên đăng nhập vào trong cái website đó để coi họ có gửi thư cho mình, họ có gửi email cho mình, hay là họ có gửi những cái thông tin của mình ở trên, coi như là khi mà mình nhận được cái thư đó thì có thể là nó sau khi là mình nhận được cái update ở trên cái trang website. Cho nên là Chi thỉnh thoảng là Chi lên Chi xem á, thì thường thường là Chi nhận được những cái thông tin mà họ update trên đó trước khi mà Chi nhận được thư mà họ gửi về nhà là khoảng 1-2 tuần. Và cái này rất là quan trọng, là bởi vì sao các bạn có biết không? Bởi vì khi mà các bạn chuẩn bị đi thi quốc tịch á, thì các bạn nhận được cái thông báo sớm thì các bạn có thời gian chuẩn bị. Giống như Chi là một cái người đã từng bị như vậy rồi, khi mà Chi thường xuyên Chi check á, thì Chi biết được rằng là
Chi đã có cái lịch thi quốc tịch rồi, thì lúc đó là 1 tây tháng 9 là chị thấy thông báo là họ gửi về cho mình rồi. Nhưng mà đến mãi 20 tây tháng 9 chị mới nhận được cái lá thư, là mất hết 3 tuần rồi các bạn. Và sau khi mà chị nhận được cái lá thư đó thì mình mới biết thông báo của họ là chỉ 1 tuần nữa là mình thi quốc tịch. Cho nên là những ai mà thi quốc tịch á, mà có cái web có như là cái tài khoản ở trên USCIS á, các bạn thường xuyên đăng nhập vào đó thì các bạn có thể chuẩn bị tốt hơn những cái bài thi của mình, hoặc là những cái thông tin, những cái giấy tờ gì đó mình có thể in ra để mình tham khảo trước, trước khi mà mình nhận cái thư gửi về nhà cho mình. Tại vì chờ cái thư về có thể nó sẽ mất thời gian lâu hơn, hoặc là nó bị lạc thư, lạc địa chỉ, giống như là cái lá thư của Chi mà Chi nhận là khi họ yêu cầu mà interview lại đó, mà Chi không có, Chi sơ ý mà Chi chưa có check á, thì họ gửi về nhà cho mình nó quá trễ rồi, cho nên mình không có xuất hiện trong đúng cái ngày mà họ hẹn được đó. Thành ra một lần nữa Chi nhắc nhở các bạn là hãy mở một cái tài khoản, một cái account ở trên USCIS để mà cập nhật thường xuyên vào đó, để xem cái case của mình là tới đâu. Họ sẽ cho mình biết là dự định cái case của mình là sẽ bao lâu sẽ hoàn tất cái case của mình, hoặc là họ gửi giấy tờ gì về cho mình thì mình sẽ cập nhật được và mà mình biết trước khi mà mình nhận được cái thư về tới nhà đó. Rồi hôm nay là Chi xin tạm dừng cái video này ở đây, và xin chúc cho tất cả quý vị, những ai mà đang chuẩn bị thi quốc tịch, sẽ có thêm tự tin và sẽ thành công tốt đẹp và thi đậu quốc tịch một cách rất là dễ dàng, qua những cái chia sẻ của Chi, để cho tất cả các bạn có thêm một chút thông tin tham khảo nha. Và các bạn thấy cái video này có ý nghĩa thì các bạn có thể cho Chi một cái like ủng hộ tinh thần, và share video này cho những bạn bè nào của mình muốn biết thêm về cái việc thi quốc tịch nha. Chi sẽ lần lượt làm những video chia sẻ về việc thi quốc tịch, đi nhận bằng quốc tịch, hoặc là những gì mà những cái form để mà mình làm, mình hoàn tất trong cái quá trình thi quốc tịch, thì Chi sẽ từ từ chia sẻ lên cho tất cả các bạn. Hãy cho mình thời gian nha, mình hứa là mình sẽ làm và chia sẻ cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye, xin chào cả nhà.